Trải nghiệm Điện Biên. Điện Biên vừa là một vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, vừa là nơi ghi dấu ấn của một thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Khi đến Điện Biên, bạn sẽ có cảm giác được sống lại những giây phút lịch sử hào hùng đó từ các địa danh lịch sử như Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam cùng với đồi A1, D1. Thiên nhiên tươi đẹp cùng lịch sử hào hùng có lẽ là nguyên nhân khiến vùng đất này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Thời điểm ghé thăm Điện Biên. Là một tỉnh miền núi Tây Bắc, Điện Biên sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm nên bạn có thể đến tham quan nơi đây vào mùa nào cũng được. Tháng 3 là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn đến với Điện Biên bởi lúc này hoa rừng Tây Bắc đua nhau khoe sắc thắm, màu trắng của hoa mơ hoa mận, màu hồng đỏ của hoa đào và màu hồng phai của hoa ban khắp các triền núi, hòa vào núi rừng, mây trời hùng vĩ, vẽ nên bức tranh thơ mộng tuyệt đẹp. Nếu yêu thích sự nhộn nhịp của các lễ hội và muốn tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc, bạn hãy đến Điện Biên vào ngày 7 tháng 5 hàng năm, bởi lúc này Điện Biên tổ chức kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ rất náo nhiệt tưng bừng. Tháng 8 đến tháng 9 là lúc những cánh đồng lúa ở Điện Biên bắt đầu chín rộ, khiến bạn khi ghé thăm nơi đây sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng vẻ đẹp trù phú khi rực lên một màu vàng bát ngát no đủ. Tháng 11 đến tháng 12 là thời điểm các cánh đồng hoa cải dầu đua nhau khoe sắc, hoa dã quỳ cũng bắt đầu nở vàng khắp núi rừng Điện Biên, làm say đắm lòng người. Phương tiện đi lại. Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội gần 500 km về phía Tây. Bạn có thể tới Điện Biên bằng máy bay, xe khách hoặc tự lái xe từ Hà Nội. Nếu đi bằng máy bay từ Hà Nội đến Điện Biên, có chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, mất khoảng 1 tiếng là tới. Nếu đi bằng xe ô tô khách, bạn có thể bắt xe ô tô khách đi từ Hà Nội tới Điện Biên tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm. Thời gian sẽ chạy vào khoảng 12 đến 13 tiếng. Nếu đi bằng phương tiện cá nhân khác, bạn nên đi theo cung đường sau. Từ trung tâm thành phố Hà Nội, đi theo đường Nguyễn Trãi đến Khuất Duy Tiến, đi dọc theo đường cao tốc 08 đến Yên Bái, đi theo Hòa Lạc, Hòa Bình đến quốc lộ 6 tại Trung Minh, đi dọc theo quốc lộ 6 và quốc lộ 279 đến Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Địa điểm lưu trú. Điện Biên là nơi có du lịch phát triển mạnh, vì vậy dịch vụ lưu trú tại đây cũng khá đa dạng, từ nhà nghỉ, khách sạn đến homestay, bản văn hóa. Bạn có thể lựa chọn lưu trú tại một số khách sạn chất lượng như Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ, Him Lam Resort, khách sạn Ruby, Fazin Hotel, Công Đoàn. Đối với những bạn thích trải nghiệm, muốn hòa mình với thiên nhiên, cùng hòa mình vào đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, thì có thể lựa chọn lưu trú tại các bản văn hóa như bản văn hóa Co Mị, bản văn hóa Mền, bản văn hóa Ten. Những điểm tham quan nổi tiếng tại Điện Biên. Khu di tích đồi A1. Tọa lạc tại phường Mường Thanh thuộc thành phố Điện Biên Phủ, đồi A1 đã từng là một trong những cứ điểm của thực dân Pháp. Ngay tại đồi, có một đài kỷ niệm được xây theo kiểu Tam Sơn, là chứng tích thời kỳ hào hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm của ông cha ta. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng xác xe tăng bị bắn cháy nặng 18 tấn của Pháp, đồi chiến công, hố hình phễu to, các đường hầm, địa đạo. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nơi có thiết kế rất ấn tượng với biểu tượng hình nón cụt. Phía bên trong được trang trí hình quả chám. Hình quả chám tượng trưng cho tấm lưới ngụy trang của chiếc mũ của bộ đội Cụ Hồ thời xưa. Khi đến đây, bạn sẽ khám phá và hiểu hơn về văn hóa, quá trình chiến đấu gian khó của cha ông ta. Đây chính là địa điểm du lịch Điện Biên mà bạn không thể bỏ qua. Hầm Đờ Cát. Đây là hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát, nằm tại trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thuộc cánh đồng Mường Thanh. Hầm dài 20m và rộng 18m, bao gồm 4 gian dùng cho cả nơi ở và nơi làm việc. Điều đặc biệt là cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn còn được giữ nguyên. Xung quanh hầm là hàng rào phòng thủ với hệ thống dây kẽm gai dày đặc và 4 chiếc xe tăng. Đèo Pha Đin. Đèo Pha Đin có chiều dài 32 km, nối liền hai tỉnh Điện Biên, Sơn La với điểm cao nhất là 1.648m so với mực nước biển. Tên gọi đèo Pha Đin xuất phát từ tiếng dân tộc Thái là Phạ Đin, trong đó Phạ nghĩa là trời, Đin là đất, hàm ý chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Đây là một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc, nổi tiếng hiểm trở với những khúc cua uốn lượn theo núi đồi, mang đến vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng, quyến rũ. Từ đỉnh đèo, bạn như chạm vào những áng mây trắng bồng bềnh, ôm ấp núi non, tạo cảm giác như đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Cánh đồng Mường Thanh. Nằm giữa lòng chào Điện Biên, cánh đồng Mường Thanh được ví như một cái kho khổng lồ chứa đầy ngô lúa, là một trong 4 vựa lúa lớn nhất của vùng Tây Bắc.
Không chỉ nổi tiếng về diện tích mênh mông, với điều kiện thâm canh thuận lợi, cánh đồng Mường Thanh còn mang đến cho đời những hạt ngọc thơm ngon đặc biệt với thương hiệu gạo Điện Biên nổi tiếng. Hạt gạo nhỏ có hương vị tự nhiên, khi nấu cơm trắng, dẻo ngọt và có vị đậm đà. Hạt gạo từ cánh đồng Mường Thanh đã mang đến vẻ đẹp trù phú cho vùng đất Điện Biên, vốn vang danh những chiến công hiển hách. Hồ Pa Khoang. Hồ Pa Khoang là một điểm đến hứa hẹn có thể đưa bạn về một miền an yên nhất với mây nước hữu tình. Đây là một hồ nước rộng bao phủ bởi làn nước trong xanh và những ngọn núi hùng vĩ xung quanh. Vào mùa đông, mặt hồ được bao phủ bởi sương mù mờ ảo, xa xa là những dãy núi chập trùng, những nếp nhà xinh xắn. Mùa hè thì khí hậu cũng rất ôn hòa khi đón luồng gió nam mát dịu. Khi đến với nơi đây, bạn nên dành thời gian để ghé thăm những bản làng dân tộc Thái, Khơ Mú với những phong tục tập quán độc đáo thu hút lòng người. Động Pa Thơm. Nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, Động Pa Thơm được bao bọc giữa khu rừng nguyên sinh rậm rạp với thảm thực vật và sự đa dạng sinh học phong phú. Động Pa Thơm có cửa vào dạng mái vòm với những vách đá lớn với độ cao 12m. Bên trong động là các khối đá lớn cùng các thạch nhũ huyền ảo với nhiều hình thù sống động. Tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, lộng lẫy. Khi tới đây, ngoài việc ngắm những khung cảnh đẹp này, bạn còn được nghe những câu chuyện, truyền thuyết về tình yêu gắn liền với Động Pa Thơm vô cùng hấp dẫn và thú vị. Chợ phiên Tả Xìn Thàng. Chợ phiên Tả Xìn Thàng là nơi lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tổ Chùa. Theo phong tục, các cuộc họp chợ phiên Tả Xìn Thàng được tổ chức vào ngày Tý và ngày Ngọ hàng tháng theo lịch âm. Đây là nơi trao đổi hàng hóa và nông sản của người dân tộc thiểu số ở 5 xã phía Bắc huyện Tổ Chùa, bao gồm Xín Trải, Tả Xìn Thàng, Lao Sa Phình, Trung Thu và Xính Phình. Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sắc màu Tây Bắc của chợ phiên vùng cao bên dãy núi đá sừng sững, cũng như ngắm những bộ trang phục đẹp mắt của các nền văn hóa thuộc các dân tộc như Mông, Giao. Bản Phiêng Lơi là nơi cư trú của 220 đồng bào dân tộc Thái. Dân bản Phiêng Lơi làm nhà sàn hướng ra mặt sông, suối, cánh đồng. Nhìn từ xa, bản Phiêng Lơi giống như một bức tranh thủy mặc với những nếp nhà sàn truyền thống. Tại đây, người dân còn giữ những giá trị văn hóa như văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực, lễ hội, nghề thủ công. Bản Mền. Nằm nép giữa bạt ngàn núi đồi và ruộng nương, bản Mền được biết đến như một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Nhìn từ xa, bản Mền đẹp như một bức tranh với lưng tựa núi, mặt hướng ra cánh đồng rộng mênh mông. Nổi bật trên nền xanh của cây cối và bầu trời là những nếp nhà sàn truyền thống của người Thái. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi khung cảnh tuyệt đẹp, bản Mền còn có không khí trong lành, mát mẻ và môi trường xanh sạch đẹp. Ngoài ra, những điểm tham quan như Hồ Nong U, Suối Nước Nóng U Va, Hồ Chứa Nước Pe Luông, Đỉnh Tà Làng, Đền Hoàng Công Chất, Thung Lũng Hoa Hồng, Vườn Anh Đào Mường Phăng cũng là điểm đến hấp dẫn bạn không nên bỏ qua. Đặc sản Điện Biên. Bên cạnh các thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, các di tích lịch sử cất giữ thời kỳ chiến đấu hào hùng của dân tộc, thì Điện Biên còn thu hút du khách bởi các món ăn đặc sản độc đáo như xôi chim Mường Thanh, pa pỉnh tộp, rau hoa ban, vịt om hoa chuối, thịt gà đen Tổ Chùa, thịt trâu gác bếp, rêu nướng, thịt lợn xay hấp lá chuối, bắp cải cuốn nhót xanh. Ngoài ra, bạn có thể mua gạo tám Điện Biên, rượu sâu chít, chè tuyết Tổ Chùa, chẩm chéo, măng đắng, bánh khẩu xén về làm quà cho người thân. Bạn cần chuẩn bị những gì khi đến Điện Biên? Bạn nên chuẩn bị đầy đủ một số đồ dùng cá nhân như đồ bảo hộ, giày dép bệt, áo khoác nhẹ vào mùa hè và áo khoác dày vào mùa đông. Nên thuê xe máy thay vì đi taxi để có thể di chuyển dễ dàng và chủ động. Chuẩn bị một hộp thuốc y tế gồm những loại thuốc cơ bản như sốt, cảm, đau bụng, men tiêu hóa phòng khi cần thiết. Trước khi đi nên xem dự báo thời tiết, tránh đi vào giai đoạn tháng 7 vì thời điểm này mưa khá nhiều và to, có thể gây sạt lở, nguy hiểm. Với những thông tin trên của chúng tôi, chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với Điện Biên.